Thưa quý vị, Công an huyện Đất Đỏ đã tổng kết công tác năm 2022. Công an huyện luôn chủ động tham mưu và chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chỉ đạo công an các xã thị trấn đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2022, Công an huyện Đất Đỏ đã làm tốt công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, triển khai thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ, đợt tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện. Trong năm, Công an huyện đã điều tra làm rõ 40 trên 42 vụ vi phạm về trật tự xã hội với 85 đối tượng, đạt tỷ lệ 95,2%. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động 40 mô hình Zalo kết nối toàn dân bình yên cuộc sống với hơn 11.700 thành viên. Xây dựng mới mô hình tổ công dân vì môi trường xanh, tự quản về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.